Chào mừng các bạn đến với dự án video đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang, nơi chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng trong quá trình chào đón con yêu của mẹ. Trải qua hàng trăm câu chuyện cảm xúc, chào đón hàng ngàn em bé chào đời và hơn hết là được chứng kiến sự kết tinh của tình yêu và hy vọng của các cặp bố mẹ. Từ những cái ôm đầy vụng về của bố, những lo lắng, mong đợi của mẹ, và vào giây phút mẹ nghe được tiếng khóc chào đời của con, dường như mọi cố gắng của mẹ đều được đền đáp. Clip không chỉ ghi lại những hình ảnh mà còn là cách giúp lưu giữ lại kỷ niệm cho con và cho cả tình yêu của bố mẹ. Nếu bố mẹ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này, vui lòng liên hệ Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!